Thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức điều trị chăm sóc phục hồi sức khỏe cai nghiện ma túy cho học viên tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, nơi đây còn chú trọng công tác đào tạo nghề, truyền nghề gắn với lao động trị liệu cho học viên nhằm tạo cơ hội việc làm cho họ khi tái hòa nhập cộng đồng. Cơ sở điều trị nghiện ma túy hiện đang quản lý điều trị cho hơn 1.400 học viên trên địa bàn. Để thực hiện tốt việc dạy nghề cho học viên cai nghiện, Trung bình mỗi năm, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đều phối hợp với trường cao đẳng nghề, các trung tâm hỗ trợ đào tạo việc làm, tổ chức mở các lớp đào tạo nghề cho học viên. Bên cạnh đó, học viên qua đào tạo được làm việc tại cơ sở như sản xuất bóng da, may mặc, làm hương và các công việc khác do cơ sở phối hợp tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm của học viên làm ra tại đơn vị. Thông qua việc đào tạo nghề, truyền nghề đã giúp những đối tượng lầm đường lạc lối, có cơ hội tìm việc hoặc tự tạo việc làm. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhất, tiếp thêm niềm tin cho học viên xóa bỏ mặc cảm, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và phòng chống tái nghiện hiệu quả.